cập nhật chiến sự Nga-Ukraine trưa ngày 3 tháng 8 năm 2024. Ukraine bắt giữ kẻ phản bội, luôn chỉ điểm Nga tấn công các tử huyệt của Ukraine. Nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga bị lửa thiêu rụi. Ukraine tấn công căn cứ của Nga ở Syria. Mặt trận Bobrus nóng bỏng, quân Nga và Ukraine giao tranh hơn 100 cuộc. Tức Ukraine tuyên bố nóng, cầu Crimea sẽ bị phá hủy trong những ngày tới. Biệt đội Macaron Ukraine sang phẳng công sự, rượt đuổi quân Nga ở rừng Serebryansky gần Crimea. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Ukraine bắt giữ kẻ phản bội, luôn chỉ điểm Nga tấn công các tử huyệt của Ukraine. Kính thưa quý vị, một cư dân 40 tuổi của tỉnh Phoenicia đã bị bắt vì tình nghi làm gián điệp cho Nga. Cơ quan an ninh Ukraine SBU đưa tin vào ngày 2 tháng 8. Cuộc điều tra cho thấy người đàn ông này đã liên lạc với cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB vào mùa xuân năm ngoái thông qua người thân của mình, những người cộng tác với FSB. Ông được giao nhiệm vụ xác định các kho vũ khí và đạn dược của lực lượng vũ trang Ukraine và thu thập thông tin về các trung tâm huấn luyện và tuyến đường hậu cần để vận chuyển vũ khí ra tiền tuyến. Nghi phạm lái xe quanh khu vực bằng xe của mình để tìm địa điểm thích hợp và giành được sự tin tưởng của bạn bè và người dân địa phương tham gia nghĩa vụ quân sự. Anh ta được cho là sẽ chia sẻ dữ liệu với người quản lý người Nga của mình để chuẩn bị không kích vào các cơ sở quân sự của Ukraine. SBU đã tìm thấy bằng chứng trên điện thoại di động của nghi phạm bị thu giữ trong quá trình khám xét, chứng minh anh ta có liên quan đến hoạt động tình báo và hoạt động phá hoại thay mặt cho Nga. Nghi phạm đã bị buộc tội phản quốc theo điều 111 của Bộ luật hình sự Ukraine. Anh ta phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội. Một biện pháp giam giữ đã được tòa án áp dụng. Trước đó, vào ngày 12 tháng 7, một người đàn ông đốt xe quân sự ở Odessa cũng đã bị bắt giữ. Nghi phạm cho biết anh ta được hứa trả 80.000 hryvnias, tương đương 1.900 đô la cho vụ đốt phá, nhưng anh ta chỉ nhận được 937 hryvnias, tương đương 22 đô la. Một cư dân Krypny, 22 tuổi, đã đốt xe của binh lính Ukraine theo chỉ thị của Nga. Cảnh sát quốc gia Ukraine đưa tin vào ngày 16 tháng 7. Các video về vụ đốt xe sau đó đã được các phương tiện truyền thông tuyên truyền của Nga công bố, mô tả chúng là các vụ tấn công đốt pháo do những người Ukraine phản đối việc huy động quân đội thực hiện. Một kẻ phá hoại khác đã đốt cháy tủ tiếp sức của đường sắt Ukraine tại Kiev, bị SBU bắt giữ vào ngày 22 tháng 7. Nghi phạm đầu tiên phối hợp tấn công đốt phá với một giám sát viên từ cơ quan đặc biệt của Nga và sau đó đổ hỗn hợp dễ cháy vào tủ rơ la. SBU đưa tin vào ngày 23 tháng 7, một điệp viên FSB đang điều chỉnh các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine, trong số các mục tiêu ưu tiên có các vị trí phòng không ở Odessa và thực hiện các cuộc tấn công đốt phá vào các đoạn đường sắt quan trọng ở tỉnh Odessa đã bị bắt giữ. Văn phòng công tố Kiev thông báo ngày 24 tháng 7 rằng một nhóm phá hoại gồm cư dân Cherkasy và Kharkov, những kẻ đốt phá các thiết bị cơ sở hạ tầng quan trọng và xe quân sự theo lệnh của Nga đã bị phát hiện. Nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga bị lửa thiêu rụi. Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một nhà máy lọc dầu lớn ở thành phố Omsk của Nga vào thứ Năm. Các đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa lớn nhấn chìm công trình này. Đám cháy lớn đã tạo ra những cột khói đen cao ngất bao quanh nhà máy lọc dầu của Gazprom Neft. Trên kênh Telegram 112 đưa tin, lính cứu hỏa đã dập tắt đám cháy và một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định nguyên nhân. Anton Kirashenko, cựu cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, đã đăng trên X về vụ việc, cho biết đám cháy bao phủ một khu vực rộng hơn 3.000 feet vuông, trích dẫn phương tiện truyền thông Nga. Ông cho biết nhà máy lọc dầu này là nhà máy lớn nhất ở Nga, có thể sản xuất 22 triệu tấn dầu mỗi năm và sử dụng 3.500 công nhân. Theo kênh Telegram 112, Moscow đã xác nhận vụ cháy tại nhà máy lọc dầu và cho biết nguyên nhân vẫn chưa được biết rõ. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để xin bình luận.
Kênh Telegram 112 đưa tin rằng tổ hợp chế biến chính AVT-10 đã bốc cháy tại nhà máy lọc dầu Omsk. Đám cháy đã được dập tắt bởi các đơn vị của Bộ Tình trạng Khẩn cấp tại khu vực Omsk nằm ở phía tây nam Siberia. Đã có một số vụ việc xảy ra sau chiến tuyến của kẻ thù mà Ukraine chưa nhận trách nhiệm. Việc có được thông tin rõ ràng về các báo cáo về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Nga có thể rất khó khăn vì Ukraine thường không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Một vụ hỏa hoạn bí ẩn đã xảy ra tại một nhà máy ở Yekaterinburg, nơi sản xuất các linh kiện quân sự và vũ trụ. Chính quyền địa phương đưa tin vào thứ ba. Vào tháng 6, người ta đã báo cáo về các vụ nổ và cột khói tại mũi Sauda ở vùng Crimea được sắp nhập. Và gần đây, một máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm vào khu vực Berias trong một cuộc tấn công trên không. Các cuộc tấn công trên đất Nga là một vấn đề khó khăn với các đồng minh phương Tây của Ukraine. Những người lo sợ chiến tranh sẽ leo thang. Trong khi Kiev liên tục thúc đẩy quyền tự do tấn công tầm xa bằng vũ khí phương Tây vào Nga, Moscow đã cảnh báo rằng điều này có thể dẫn đến một cuộc chiến rộng lớn hơn. Nga cũng đã nhiều lần sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine như các cơ sở năng lượng. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Nga hiện đang xuất khẩu 7,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, chỉ ít hơn một chút so với Ả Rập Xê Út. Để trốn tránh lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đã triển khai một đội tàu ngầm gồm các tàu chở dầu, mua và thuê hàng trăm tàu không tuân thủ lệnh trừng phạt. Ukraine tấn công căn cứ của Nga ở Syria. Ukraine đã tấn công một căn cứ của Nga ở Syria. Theo thông tin từ Kiev Post, các đơn vị đặc biệt của cơ quan tình báo muốn phá hủy thiết bị quân sự của Nga. Nhóm đặc nhiệm Khmer đã thực hiện cuộc tấn công vào căn cứ không quân Kuvares. Cũng thông tin đã công bố một video độc quyền về cuộc tấn công. Căn cứ này đã được Nga kiểm soát từ năm 2015 và được sử dụng cho mục đích quân sự. Hành động tấn công này được cho là diễn ra chỉ một ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào hôm 24 tháng 7. Theo thông tin từ Kiev Post, căn cứ này đã được sử dụng để huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài cho cuộc chiến ở Ukraine. Đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine ở Syria. Cuộc tấn công đầu tiên đã phá hủy một hệ thống tác chiến điện tử di động của Nga trước khi máy bay không người lái tấn công các mục tiêu quân sự khác của Nga tại căn cứ không quân. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Ukraine tấn công Nga bên ngoài vùng chiến sự ở nước này. Gần đây nhất, các cuộc tấn công như vậy đã diễn ra ở châu Phi. Chỉ mấy tuần trước, hàng chục lính đánh thuê Nga đã thiệt mạng ở Mali trong một cuộc tấn công của phiến quân Tuareg với sự hỗ trợ của Ukraine. Ngay từ tháng 3, lực lượng đặc nhiệm Ukraine dường như đã tấn công các trạm kiểm soát, vị trí tuần tra bộ binh và đoàn xe bằng thiết bị quân sự ở tây nam Syria. Một nguồn tin giấu tên từ cơ quan mật vụ Ukraine cũng nói với tờ Kiev Post rằng quân đội Ukraine đã hỗ trợ phiến quân Syria trong một số cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Nga kể từ đầu năm nay. Trong một video không ghi ngày tháng được Kiev Post chia sẻ vào tháng 2, lực lượng đặc nhiệm Ukraine cũng thẩm vấn những lính đánh thuê Wagner bị bắt ở Sudan. Mặt trận Bucharest nóng bỏng, quân Nga và Ukraine giao tranh hơn 100 cuộc. Ukraine cho biết trong ngày 2 tháng 8, tổng cộng 102 cuộc giao tranh đã diễn ra giữa lực lượng nước này và quân Nga, trong đó Bucharest và Tverest là những nơi nóng nhất của khu vực chiến sự. Báo Pravda dẫn báo cáo của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công với 3 tên lửa, mở 54 trận không kích, sử dụng 52 quả bom dẫn đường, triển khai 544 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử và 3.300 đợt tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine bằng đủ loại vũ khí. Trong ngày 2 tháng 8, Ukraine ghi nhận Nga đã mở 6 cuộc tấn công ở Klibuki, Tikhe và Voshen trên mặt trận Kharkiv. Binh lính Ukraine đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công ở Kharkiv trong khi 2 cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Lực lượng phòng thủ của Ukraine tại mặt trận Kupiansk đã đẩy lùi được 2 cuộc tấn công của Nga ở vùng lân cận Stamakivka. Quân đội Ukraine ghi nhận người Nga đã cố gắng chọc thủng các tuyến phòng thủ của nước này ở mặt trận Torres 15 lần với sự trợ giúp của không quân. Tướng Ukraine tuyên bố nóng, cầu Crimea sẽ bị phá hủy trong những ngày tới.
Quan chức quân đội Ukraine tuyên bố Kiev đang lên kế hoạch phá hủy cầu Kerch nối bán đảo Crimea và đất liền Nga trong vài tháng tới. Phát biểu trên truyền hình quốc gia vào hôm 2 tháng 8, Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov cho biết mọi công việc đang được tiến hành để phá hủy cầu Kerch hay cầu Crimea nối đất liền Nga với bán đảo Crimea và là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho quân đội Nga ở Ukraine. Ông Budanov nói, mọi người đang thực hiện các cuộc tấn công tầm xa và phá hủy cầu Crimea. Tất cả những điều này đòi hỏi một giải pháp phức tạp. Khi được hỏi liệu cây cầu có thể bị phá hủy trong vài tháng tới không, ông trả lời, có khả năng đó. Hồi tháng 6, ông Budanov tuyên bố Kiev có thể sử dụng vũ khí tầm xa cho Mỹ cung cấp để nhắm mục tiêu vào cầu Crimea. Ông Budanov cho rằng một cuộc tấn công vào cây cầu bằng tên lửa ATACMS của Mỹ có thể phá hủy cây cầu một lần và mãi mãi. Ông nói những người cho rằng ATACMS không đủ mạnh để phá hủy cây cầu nên đọc hướng dẫn kỹ thuật. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, việc Mỹ cho phép Ukraine dùng tên lửa tấn công vào các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát có thể dẫn tới kịch bản Kiev dùng tên lửa ATACMS bắn vào cầu Crimea. Tuy nhiên, dù cầu Crimea có bị tấn công, Nga hiện vẫn có tuyến đường trên bộ chạy từ lãnh thổ nước này qua các khu vực Mariupol, Berdyansk mà Moscow đang kiểm soát để tới được Crimea. Nga đã xây dựng hệ thống đường sắt theo tuyến này. Mặc dù vậy, cầu Crimea có ý nghĩa về mặt biểu tượng, nên Ukraine dường như vẫn muốn nhắm mục tiêu vào công trình này. Cầu Kerch nối vùng Krasnodar của Nga với bán đảo mà Nga sáp nhập vào năm 2014. Trong suốt cuộc chiến hơn 2 năm qua giữa Nga và Ukraine, cây cầu đã trở thành tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Moscow ở mặt trận phía Nam. Một số cơ quan truyền thông phương Tây nhận định các cuộc tấn công vào cầu Crimea là không thể tránh khỏi. Vào tháng 2, chỉ huy hải quân Ukraine, phó đô đốc Alexei Nespapa tuyên bố cây cầu sẽ bị phá hủy vào năm 2024. Trong một bài phát biểu trực tuyến tại diễn đàn an ninh Aspen vào tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố cầu Crimea là mục tiêu hợp pháp của Ukraine và phải bị vô hiệu hóa. Ukraine từng tấn công cây cầu qua biển trong một số lần trước đó. Cây cầu đã bị hư hại nặng nề do các cuộc không kích của Ukraine vào tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm 2023, khiến Nga phải thực hiện các bước để bảo vệ công trình này chặt chẽ hơn. Một cần cẩu xây dựng đã được phát hiện ở eo biển Kerch vào tháng trước và số lượng xà lan bảo vệ cây cầu khỏi phương tiện không người lái của Hải quân Ukraine cũng tăng lên. Hải quân Ukraine vào tháng 6 nói rằng việc phá hủy cầu Crimea sẽ không có tác dụng vào thời điểm hiện tại vì Nga hầu như không còn sử dụng công trình này cho mục đích quân sự. Trong khi đó, Vasyl Malyat, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine SBU, không loại trừ khả năng Nga có thể cố gắng sử dụng lại công trình này để tiếp tế vũ khí sau khi cầu được khôi phục hoàn toàn. Biệt đội Makarov Ukraine sang phẳng công sự rượt đuổi quân Nga ở rừng Severobryansk gần Crimea. Lực lượng biên phòng Ukraine từ lữ đoàn báo thù đã phá hủy các công sự của Nga gần rừng Severobryansk không xa Crimea với sự trợ giúp của UAV Famfire do Ukraine sản xuất. Điều này được dịch vụ báo chí của cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine đưa tin. Cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine đã công bố một đoạn video ngoạn mục ghi lại cảnh máy bay không người lái của Ukraine thả nhiều quả bom xuống nơi ẩn náu của những kẻ tấn công. Đội biên phòng số 3 mang tên Anh hùng Ukraine, đại tá Yevgen Bekas đã viết thêm về việc phá hủy các vị trí của những người chiếm đóng trong rừng Severobryansk trên trang Facebook. Cần lưu ý rằng đây là công việc của UAV tấn công ban đêm. Lính biên phòng báo cáo một số công sự của địch đã bị phá hủy bởi những người điều khiển máy bay ném bom hạng nặng Vampire trong khu vực rừng Severobryansk gần Crimea. Công việc của lính biên phòng thuộc đơn vị phản ứng nhanh Asnos, hoặc là chúng tôi hoặc không ai cả. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.